Chị đừng làm em buồn cười. Hoa hậu đại dương. Bây giờ live trên rồi, đúng không? Hoa hậu đại dương. Hả? Mai là mới đau. Con này đẹp mà bẩn. Nó sao chị biết là chị giáo nguyên lý lấy đồ à? Để mà em nguyên lý lấy đồ. Ôi dầu dừa, nhà anh có dầu dừa đấy. Đấy không? Ô, bôi dầu dừa. Nhanh bong. Chị bôi không? Để tủ lạnh nó đông đá. Ok chị, mọi người đang xem live cho em xin một chấm nhá. Hôm nay em khui kiện mới này. Người nhớ là chào bà trang fanpage nhé. Để mình mua hàng cho em này. Em nhớ. Cái kiện sau lại đẹp. Kiện sau này. Con này là chỉ lọc đúng không? Hay là con đấy nó lọc kìa? Cái này chỉ lọc đúng không? 33 vô đúng không? Hôm qua mình la chị nhỉ? Áo lông hôm nay vừa về xong. Nhưng mà cái này em mua kiểu dự phòng nhá chị nhá. Mua tầm mùa này thì đến mùa đông thì em bán cho mọi người với giá rẻ được. Thì rẻ hơn nhà khác tầm 200-300 nghìn. Ví dụ là lông thật thì sẽ rẻ hơn tầm 5-1 triệu. Là em phải ủ hàng bây giờ đấy. Phải ủ hàng từ bây giờ cho mọi người. Chị nhìn lông đẹp không? Lông này quá đẹp, màu nào cũng đẹp nhá. Nghĩa là về phát thì khui xong là lông lên thì nó đẹp lắm, thì nó kiểu bông nhá. Thì mọi người đang xem live cho em xin một chấm đen. Sao tối nay tương tác kém quá? Chị nghiên bán em. Chia sẻ một lần trang cá nhân và 10 lần một nhóm nhá. Đây hàng hôm nay đây. Nhà tạm nhá mọi người nhá. Con này đẹp này. Đây, trời ơi, tay nó như thế này này. Tay nó như thế này nhá. Đây nhá, cái tình yêu nhá. Tay nó như thế này này. Đây. Không biết được. Hôm nay kiện này vừa khui xong. Nhá. Đây. Rồi mọi người chia sẻ đi. Đó, chia sẻ cho em. Hôm nay hàng rất là đẹp. Đây một con váy dáng cha của Nhật này. Đây này. Con này kiểu AA nhá. Nhìn thì thôi nhưng mà đẹp cực kỳ luôn. Đó, hàng này rất là đẹp, có cả sơ mi này. Sơ mi hàng hiệu cũng nhiều nhá. Đó, sẽ dơ qua này. Và sẽ chốt cho những ai chia sẻ like nhá. Có thấy Thanh Thảo này, mọi người chia sẻ cho em nào các tình yêu ơi. Chia sẻ giúp em các tình yêu nhá. Đây em sẽ dơ qua một số mẫu này của ngày hôm nay này. Đấy, mình mà tiêu thụ được cái hàng 5.000 từ 4 tháng mình. Đây trời ơi đẹp quá. Còn hơn là bỏ đi chứ không làm gì nhé. Đây nhá. Thịnh sò. Còn đang nhớ là thì nhìn nó ạ. Nhìn thì thôi nó nhà là nhanh bái đái luôn đấy chứ. Mệt phết đi.
các tình yêu chia sẻ chưa? Đây nhá, hàng này đẹp vô bờ bến luôn. Ok này. Đây, trời ơi, hàng này đẹp quá. Đây nhá, hàng này xuất sắc luôn nhá. Hàm này xuất sắc này. Đây, wow, đẹp chưa? Một con váy ren này. Đó, mọi người đang xem like cho em xin một chấm. Hãy tương tác với em bằng cách chấm like nhé các tình yêu nhá. Để tí mình chốt hàng thì mình sẽ không bị ẩn comment. Đó, hôm nay sẽ like nhanh và hôm nay là em ví dụ là hôm nay sẽ không bán giá tặng nữa, mà ví dụ là những sản phẩm mà siêu phẩm bán giá 100-200 thì em giảm giá mọi người tầm 5.000 một con nhá. Và chỉ bán cho những ai áp dụng chia sẻ like nhá. Chốt hàng, chốt những con siêu phẩm cho những ai áp dụng chia sẻ like. Đây, đó, hôm nay toàn hàng đẹp, toàn kiểu chất đẹp chỉnh sò nhá mọi người nhá. Rồi, một con áo khoác này. Con nào cũng đẹp, con nào cũng đẹp luôn. Đó, con này áo khoác này. Đẹp chưa tuyết được. Trời ơi, đẹp chưa. Đó, con áo khoác này, xịn sò nhá. Hôm nay hàng hiệu rất là nhiều. Đây, đẹp chưa? Đẹp nhớ này, đẹp nhờ. Ôi, chai chết luôn. Tại vì hàng này quá đẹp. Mà mọi người không chia sẻ là hơi phí nhá. Không chia sẻ là hơi phí này. Hiện tại em chưa thấy ai chia sẻ đâu. Hello chị Mai Trâm. Ôi, chị Mai Trâm đã xem like rồi. Đây nhá. Em mượn này. Chị đang ở link em ạ. Rồi, chuẩn bị bán hàng này. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và em chuẩn bị bán hàng nhá. Hôm nay hàng rất là đẹp. Đó, hàng hôm nay rất là đẹp nhá. Hôm nay ai mới chốt. Lụa hôm nay cũng có nhiều này. Trời, một con lụa này. Nhìn thấy thôi nhưng mà con này mặc thì sang chảnh vô đối nhá. Mặc thì sang chảnh vô đối. Đó, đây một má kẻ này. Tôi bây giờ bán hàng luôn nhá. Cho đỡ tốn thời gian này. Nhìn nhá, xuất sắc này. Wow, tay loe này. Hôm nay có cả váy bầu đấy, có cả sơ mi. Nói chung là hàng hôm nay rất là đỉnh luôn. Cái kiện hôm nay đẹp quá. Như là mọi người mỗi ngày một kiện khác nhau, không ngày nào kiện giống ngày nào. Nên là mọi người rất là hứng thú nhá. Hứng thú, phải dùng từ hứng thú. Đó. Đây này, cái này mai mới phải giảm rồi. Cái này tầm 55 cân đổ lại mặc vừa. 55 cân đổ lại mặc vừa nha đây. Tay của nó như thế này này. Trời ơi, đỉnh luôn. Mọi người đi mua con này cũng phải gần 1 triệu cho em. Gần 1 triệu có tình yêu nhá. 55 cân đổ lại mặc được. Siêu phẩm nhá. Mặc con này không đụng hàng với một đứa nào hết. Đó, đặc biệt là không đụng hàng với con mình ghét, hiểu không? Kể cả con mình ghét nó muốn mua cũng không có nhá. Đây, rồi em bán con này đầu lại với giá là 99.000 nhá. Chốt cho em 99k kèm số điện thoại này. Đỉnh cao nhá, xuất sắc. Đâu rồi, phải đẹp hơn con mình ghét. Trước tiên là phải mặc đẹp đã. Đẹp mà kiểu trẻ ra nhá, kiểu sang chảnh luôn. Đẹp mà lại còn. Và chốt hàng kèm theo số điện thoại. Đó, Ngọc My này. Ngọc My chị ơi, 99k kèm số điện thoại đúng cú pháp này. Ai chốt đúng cú pháp mới chốt nhá. Chốt hàng không có số điện thoại em bỏ qua. Rồi, tiếp theo lên này, hôm nay sẽ lên toàn siêu phẩm mọi người. Cái này điều chỉnh này. Mọi người điều chỉnh ở cái đoạn này cho em nhé. Hôm nay tầm 52 cân đổ lại. Chốt cho em mà lâu 69.000. Đẹp quá. Đây, mặc chế vai như này này. Trời ơi, em bán con này rẻ quá không? Mà lâu cho em nhá. Đúng rồi. Đó, hàng em thì siêu độc nhá mọi người nhá. Riêng hàng xinh em quan đoan là rẻ nhất Facebook. Em phải cam đoan một điều là hàng xinh em rẻ nhất Facebook. Chưa ai đọ được đâu mà em tự tin mọi người như thế. Rồi, hàng hóm hình 69.000. Em đã khẳng định một điều là không ai bán hàng xinh và rẻ hơn em. Đó, uy tín hơn em.
em phải em chắc chắn 100% hiểu không? Đó, chứ không phải tự nhiên mà em tự tin như thế đâu mọi người nhá. Phải như thế nào thì em mới tự tin như thế? Tại vì nó đỉnh mới dám tự tin như thế này. Đây, và lượng khách nhà mình thì bây giờ gọi là gì nhỉ? Nói chung là không thể nói bằng lời rồi. 58 cân đổ lại mặc vừa nhá. Ui, con này đẹp kinh khủng luôn. Đây này mọi người này, theo toàn bộ nhá. Đó, con này là của gì á, không biết nhưng là hàng hiệu này.
châm này. Rồi con này 56, 57 cân đổ lại này. Nghĩa là vai nó sẽ như thế này. Còn đoạn này là sẽ hở nhá các tình yêu nhá. Đoạn này nó sẽ hở như này. Đó, mặc rất là xinh. Ôi trời ơi, hàng này thì bất chấp luôn. Con này 58 cân đổ lại nhá. Từ 45 đến 58. Em bán cho mọi người con này 69.000 và số tại 7. Mà số 7 69.000 nhá. Ôi xinh quá, hàng này xinh quá. Em thề luôn là hàng này rất là xinh luôn. Mà số 7 69.000. chốt đâu, đen của Tú Phấn.
màu đen của Từ Phấn nhá. Chị không bán thắt lưng đâu, đây con này đằng sau của nó như này các chị nhá. Con sơ mi này đẹp quá. Sơ mi kiểu dấu quần cho em nhá. Đây này, chất vải lon cực kỳ luôn này. Đây là túi của nó nhá. Đây này. Mọi người chốt lại phải kèm má, kèm số điện thoại nhá, không em sẽ không chốt đâu. Con này 59.000 nhá. Đẹp nhở. Trắng 59k này, đằng sau nó trên ren này nhá. Trắng 59.000. Má trắng nhá. Trắng 59k này. Đây là một con đỏ này. Con này các chị mặc sẽ đẹp hơn. Các chị mặc thì rất là đẹp và mát nhá. Đây này. 52 cân đổ lại nhá. Con này 30.000 mã đỏ. Ly cửu mộc. Sơ mi 59.000 đúng không? Ly cửu mộc lấy sơ mi trắng đúng không? Đỏ 30.000 nha em này. Ai lấy đỏ chốt đỏ 30.000 này. Ly cửu mộc lấy sơ mi trắng đúng không? Đỏ Trang Nguyễn này. Đây lấy thì phải thưa nhá. Đây là đằng sau này. Con sau không lên sặc nhỉ. Đây đẹp chưa? Đằng lưng nó như này này. Con này đẹp quá. Chất con các tình yêu nhất. 52 cân đổ lại này. Tay của nó đây nhá. Tay của nó đây này. 52 cân đổ lại này. Chốt cho em mà sọc 69.000. Ôi đẹp quá. Đây nhá. Mà sọc 69.000. Em chốt sau mà Mai ơi. Sọc 69.000 nhá. Chốt sau mà. À này sọc, chốt sọc này. Sọc của chị Nhung Trần này. Wow, lên một con lụa các tình yêu nhá. Một con lụa hàng cao cấp này. Lụa này tầm 53 cân đổ lại mặc về ở vừa nhá. Nhìn thế thôi nhưng mà mặc con này thì đỉnh. Mặc con lụa này thì siêu đỉnh luôn. Mới nguyên này. Đây nhá, trời ơi. 53 cân đổ lại mặc vừa nhá. Đây đẹp chưa? Lụa 69.000. Chốt bảo lụa 69.000. Đảm bảo là mặc không đụng hàng với con mình ghét. Đó. Em nhìn thấy ai là em đọc đầu tiên nhá. Nên là không có chuyện nhầm đâu. Không có chuyện nhầm đâu mọi người nhá. Rồi lụa của Mai Trâm đầu tiên này. Đấy em đối diện màn hình luôn. Ai lẩy lên em chốt luôn mọi người nhá. Không có chuyện là không công bằng đâu. Đó là ví dụ là mạng chậm thì là mọi người cảm giác là mọi người nhìn thấy đầu tiên thôi. Nhưng mà thật ra là phía sau đấy. Rồi con sơ mi theo cổ V này. Đẹp nhá. Đây tay đẹp này. Trời con này tay xịn sò này. Đó nhìn này. Là ai nếu mai được chốt nhiều quá thì em sẽ in tiền cho những người được chốt này. Đây nhá, con này 55 cân đổ lại. Rồi chốt mà theo 75.000. Mà theo nhá 75.000 này. Đẹp nhỉ, con này đẹp nhỉ. Tay nó đây mọi người nhá, quá đẹp. Theo nhá 75.000. Chị Ngọc Lan nhanh tay thế. Chị Ngọc Lan quá nhanh tay luôn. Chị Ngọc Lan mua hàng nhà em lần nào chưa nhỉ? Nhìn chị Ngọc Lan rất là quen nhé, cái avatar này. Chị Ngọc Lan ơi, chị đã mua hàng bên em cho chị ơi. Các chị ơi, hôm nay toàn hàng đẹp này. Mà mai gọi điện chốt đơn mà các chị không nghe máy giúp em là thôi luôn đấy. Mất công xả nhá các chị nhá. Mất công xả thì tội em. Khách mới à. Chị ơi, mai gọi điện chốt đơn nhớ nghe máy chị nhá. Uầy, trời ơi. Siêu phẩm nhá. Đúng rồi, siêu phẩm. Từ. Không bị lệch à? Không bị lệch. Đây nhá, đây kiểu nó đây này. Đây là tay của nó nhá, tay bồng như này. Mọi người dáng nó có như thế này nhá. Đây này, nó vát như này cho em. Ôi, con này đẹp độc lạ này, có thấy Dung Nguyên nhá. Ồ, hôm nay hàng mon toàn trượt thôi. Chị ơi, hàng em chưa ai chê đâu. Đó, em bao lối bao bẩn rồi mọi người. Hàng em thì chưa một khách nào chê hết. Đây này đẹp chưa? Ôi con kẻ này quá xuất sắc luôn. Em nói bảo em khẳng định là hãng CM bán rẻ nhất Facebook rồi. Em đã khẳng định một điều như thế thì em quá là tự tin nhá các chị nhá. Con này 89.000 cho em. Con này là tầm 60 cân đổ lại mình mân phán mắc vừa. Cái này mọi người mặc cái mặt với chân váy là đẹp nhất nhá. Kẻ này. Ờ đúng rồi, chị được hai con đúng không? Đúng rồi. Con này là 89.000 đúng không? Hả? 89k này. Hàng mon này. Mà
một khách nào chê nhà em luôn. Con này là nó là von nhung nhá, người nhá, chất von nhung này, cổ xinh này. Xanh này đẹp quá, 53 cân đổ lại mặc vừa. Cho cho em mã số 175.000, xinh quá. Con này xinh, hàng này đẹp. Em phải công nhận hàng này rất là đẹp. À, lâu rồi, 4 năm ngày hôm nay thì mới được lô hàng đẹp như này. Mã số 175.000. Mã số 1 nhá. Mã số 1 này. Mã số 1 Trang Huyền này. Siêu phẩm nhá.
cho chị số đi. Yên Thảo có đơn dồn không nhỉ? Yên Thảo cho chị số nha. Trời ơi siêu phẩm này Bùi ơi. Trời ơi con này sang chảnh vô đối. Sang chảnh vô đối này. Trời ơi đẹp chưa? Đó đây. Trời ơi nhức lách luôn nhá. Nó là sơ mi, chất sơ mi thô. À sơ mi thô. Và đằng ngoài thì nó thêm cái te tua như thế này. Trời ơi con này đẹp. Mới 100% các tình yêu ạ. Mới 100%. Đây nhá. Trời ơi phải đẹp hơn con mình ghét. Và quan trọng là hàng của nó không đụng hàng với mình. Con này chốt cho em 120 này. Con này đi sinh nhật, đi đám cưới. Đó. Đi dự tiệc, nói chung là đi đâu cũng được. Và đặc biệt là mới 100%. Nó là mới 100% các chị nhá. Mới 100%. Giờ lên một con váy này. Lên một con váy các tình yêu nhá. 120 này. Cũng tinh xinh này. Đây nhá. Trời ơi con váy này cũng xinh này. Dự phòng Trang Nguyễn nhá. Chị ghi dự phòng Trang Nguyễn vào cho em. Dự phòng là Trang Nguyễn nhá. Đây này. Đấy mọi người nhìn thấy con váy này chưa? Trời ơi xuất sắc luôn. Tầm 53 cân đổ lại nhá. Mặc con này thì đỉnh luôn. Hàng hiệu nhá. 53 cân đổ lại. Váy 89.000. Váy 89k là em bán quá rẻ rồi. Bình thường người khác bán giá là con này tầm 250.000 đấy mọi người ạ. Người khác sẽ bán con này giá là 250.000 cho em. Em chỉ bán cho mọi người giá 89.000 con váy này thôi. Đây siêu phẩm sơ mi đây. Váy của Ngọc này. Ngọc ơi cho chị Lan số điện thoại nha Ngọc nhá. Ngọc ơi cho chị Lan số điện thoại này. Đây này, con này nó bị sờn này. Em sẽ bán rẻ và báo nhá. Em sẽ báo cho mọi người. Ngọc ơi cho chị số điện thoại này. Đây nó bị sờn đây một ít này mọi người này. Mọi người về lấy cái dao tem cắt nhẹ đi cho em là hết nhá các chị nhá. Bị đúng một đoạn đấy thôi. Nhưng mà chất đỉnh này. Đấy chất của nó quá đỉnh này mọi người nhìn nhá. Nó gần như là von lụa ấy. Đấy Ngọc cho số điện thoại rồi. Con này từ 45 cân đến 59 cân vốn đỏ này. Thì em sẽ bán rẻ các chị nhá. Mình về mình lấy cái kéo cắt đi là không sao hết. Để nhìn kỹ thì mới thấy thôi. Con này em bán rẻ 69.000 nhá. Em định bán con này 130 đấy. Thì con này nó xuất sắc này. Thôi bán giá 60.000. Đỏ 60k nhá. Em đạt báo lỗi trên áo rồi. Nó bị một tí ở đoạn ngực. Và rất là nhẹ nhàng thôi. Chị Ngọc Lan ơi em bán 60.000 thôi nhá. Chị ghi đá báo lỗi trên áo này. Con von này kiểu dáng rộng nhá, nếu mà mọi người gầy thì sẽ mặc dấu quần như thế này cho em đó. 55 cân đổ lại nhá. Em bán con kẻ này 20.000, kẻ 20k mọi người nhá. Ai lấy kẻ chốt kẻ 20.000, kẻ 20.000 này. Trời ơi đây váy sơ mi nhá mọi người nhá, một con váy sơ mi. Cái này nếu mà có đai thắt vào sẽ đẹp hơn. Váy sơ mi dáng dài này nếu mà có đai thắt vào sẽ đẹp hơn. 20k của Ngọc chị ơi. May. Rồi chốt cho em váy sơ mi này 50.000. Váy sơ mi 50.000 nhá. Đỏ của chị Ngọc Lan. Váy sơ mi của Trang Nguyễn. Mai ơi hôm nay em bị xui rồi Nguyễn Thị Mai ạ. Hôm nay em quá xui luôn Nguyễn Thị Mai ơi. Váy chốt toàn không được này bé này, này. Con này của Hàn nhá. Đây đằng sau này sẽ như thế này này. Mọi người mặc vào áo quay vào cho em thì thoải mái nhá. Mặc áo quay vào. Đây này. Mặc áo quay thôi nhá. Đấy lưng nó sẽ như thế này. Mặc áo quay vào không sẽ bị hở này. Em toàn chốt sau bé ơi. Chốt bán gen 30.000 nhá. 53 cân, 52 cân đổ lại. Bán gen 30.000 thôi. Gen 30k nhá. Còn nhiều hàng đẹp lắm nên là
yên tâm đi. Cái con này mọi người mua về tặng mẹ này, chất von lụa nhá, xuất sắc. Mua về tặng mẹ này. Cái này bán cả set cơ. Đây, mua về tặng mẹ mọi người nhá. Mẹ tầm bao nhiêu cân chị? Mới 100%. Đấy, mẹ cứ tầm 60 cân này. Hàng hiệu size XXL. Mẹ tầm 65-8 cân đổ lại này. Đây này, nhìn nhà đẹp có ngất tình yêu ơi. Nó là chất von lụa. Đây. Đây đây đây, rất là đẹp nha. Rồi, bán cho mọi người giá là 50.000 nhá. Bán giá tri ân cho mọi người. Cho mẹ thì giá thật là rẻ. Em bảo mai khác chị ơi. Chốt xem áo của mẹ 50.000. Đừng ghi vội nữa, đừng ghi sao người. Áo của mẹ 50.000 nhá. Chốt mà áo của mẹ 50k này. Ngọc My này. Ngọc My này. Ngọc My khách mời đúng không Ngọc My ơi? Mai gọi điện nhớ nghe máy nhá. Rồi một con siêu phẩm tiếp theo này. 58 cân đổ lại, chốt cho em 75.000 nhá. Ngọc Gia ơi, mai mang quần cho chị nhá. 75.000. 75.000 cho em đẹp á. 75.000 nhá. Trời ơi, áo của mẹ là một siêu phẩm và là mới 100% cho em nhá mọi người nhá. Con đấy mà thế luôn mà mọi người mua về tặng mẹ thôi, thôi mẹ thích quá. Ngọc My khách mới à. Mai gọi điện chốt đơn nhớ ghi máy Ngọc My nhá. Đây, 75.000 của Ngọc Điểm đầu tiên này. Chị bảo mang chân váy, mai mang chân váy qua kho cho chị nhá. Đây sẽ lên con Yếm nhá. Yếm này tầm 50 cân đổ lại nhá. Yếm này 50 cân đổ lại này. Yếm 75.000 nhá. Yếm này quá là xịn sò và đẹp. Yếm dài nhá mọi người nhá. Thôi, mai chốt đi, chị sẽ ưu tiên chốt nhá. Yên tâm chốt đi. Và chị sẽ ưu tiên chốt cho này. Yếm 75.000 nhá. Tầm 50 cân đổ lại này. Con váy họa tiết như này cho em nhé. Váy họa tiết này à, bao nhiêu cân? Tầm 50 cân đổ lại thôi. Váy 40.000 nhé. Thôi ok này. Váy 40.000 này. Yếm to có chị ơi. Để mai em khui nhá. Em khui rồi nhưng em chưa có bán nào. Khui rồi mà chưa có bán. Đây nhá. Một con váy dáng dài này. Họa tiết theo này. Váy 40k đúng không chị Mai Trâm? Mai Trâm lấy con này 40.000 đúng không? Váy theo này, tầm 52 cân đổ lại nhá các chị nhá. Đây, sọc cái sọc này là theo toàn bộ này. Chốt cho em váy trắng nhá. Váy trắng 69.000. Váy trắng 69.000 nhá. Váy trắng 69.000. Váy trắng 69.000. Con váy đen cho em các tình yêu. Ôi đẹp chưa, họa tiết này mọi người này. Họa tiết rất là đẹp nha. Đây, đẹp chưa. Xinh quá, tầm 1m68 mà 1m68 trở xuống này. Và tầm khoảng là 53 cân đổ lại nhá. Rồi chốt váy đen 69.000. Thôi bán rẻ quá. Váy đen 69.000 nhá. Váy trắng mình bán 69.000 nữa. Bán rẻ nhá. Nhầm chị sẽ sờ khác thì khó à. Váy đen nhá 69.000. Bán hôm nay bán rẻ quá. Áo trắng sát lách chưa chị ơi? Đây trắng sát lách bao nhiêu nhỉ? Tại vì đằng sau nó hở ý. Ra mọi người không chốt này. Váy đen của Duyên Thị này. Duyên Thị cho số điện thoại nhá. Con này vừa xong bán 30.000 đúng không? 30.000 nhá. Ai lấy con này chốt 30k này. Đó. Đen này. Đây một con váy sơ mi kiểu chơi xịn sò nhá. Có túi này, con này ăn chơi này.
số 10 cho em 69.000. Má số 10 nhá. Có hai túi và là nó hơi bầu bầu một tí. Chốt cho em má số 10 nhá. Liên thị cho số ơi chị. Má số 10 nhá các tình yêu nhá. Má số 10 cho em. 10 của chị Mai Trâm này. Chị Mai Trâm hôm nay chúng nó gọi cho chị chưa? Chúng hôm nay chúng nó gọi cho chị chưa? Đi chưa? Đây đẹp nhá tình yêu nhá. Đấy con này kiểu mặc đơn giản mà đẹp. Chốt con này 49.000 cho em. Mặc sơ vi là đẹp nhất này. Mặc số 12 đi. Mặc số 12 53 cân đổi lại mặc vừa. Đó 53 cân đổi lại mặc vừa. Em chào chị Ali Trần. Chị ơi mua hàng cho em nhá. Mày bao tiền? 49.000. Xuất sắc nhá. Mới nguyên. Mã số 12 nữa. Mã số bao nhiêu nhớ em quên rồi. Mã số 12 này. Đúng rồi, của ai đầu tiên đây? Của Thu Nguyễn đầu tiên này. Thu Nguyễn đầu tiên nhá. Dự phòng là chị Mai Trâm đi. Thì cứ dự phòng cho em khách mới. Dự phòng là chị Mai Trâm này. Đây em con sơ mi đẹp độc lạ này. Wow. Trắng tinh khôi các tình yêu nhá. Trắng tinh khôi không một tí vết này. Độ mới của nó là 100%. Nó hơi nhăn thôi chứ. Nó là chất vải lon nên rất là mát. Tầm 55-56 con đổ lại. Lưu ý là tay bồng của tiểu thư nhá. Tay bồng tiểu thư này. Hả? Tay bồng tiểu thư nhá. Đây. Tay to bồng như này nhá. Con này chốt trên 75.000. À rơi 69.000 đi. Mã số 30 nhá. Mã số 30 cho em. Bé ơi toàn chốt sau à. Mã số 30 này. Hôm nay sẽ cố vì khách nó like một tí nhá. 69k mã số 30 cơ. 69k mã số 30 này. Vì ship nó là chết nhá. 0976977 34 0976977734 này. Ngọc Giang này. Thỉnh thoảng thôi. Đây nha chị nha, đẹp này. Ôi. Con này bị bẩn mất rồi. Chắc là mai sẽ tẩy ra đấy. Con này 50 cân đổ lại mặc vừa này. Sơ mi trắng nhá, sơ mi trắng điệu này. 50 cân đổ lại mặc vừa nhá. Con này đẹp quá. Đây. 50 cân đổ lại mặc vừa nhá. Con này chốt cho em 40.000 này. 40k nhá. Bánh bèo chị ơi, này ít bánh bèo lắm. Đây một con bảy yếm như này này. Em biết thiếu à. Sơ mi trắng của Zun Zin này. Sơ mi trắng 40k này. Nha. Ok bạn đi vệ sinh nha, phải làm một mình. Đây một con yếm cho em này, đẹp nhá, hàng hai lớp các chị ạ. Hàng hiệu nhá. Một con hàng hiệu cho em này, yếm hàng hiệu nhá các chị nhá. Đây này. Đẹp nhá. Yếm 59.000 nhá. Yếm 59.000 tầm 55 cân độ lại mặc vừa này. Yếm 59k tầm 55 cân độ lại mặc vừa nhá. Ai lại yếm trước yếm cho em này. Rồi con này đẹp này. 53 cân độ lại nhá. Nguyễn Thị Mai ơi cho chị số. Yếm là yếm bao nhiêu tiền nhở? Yếm bao nhiêu tiền mọi người ơi?
Nguyễn Thị mang cho số đi. Yếm bao nhiêu tiền em quên rồi. Yếm 50.000 đúng không? Nguyễn Thị mang cho chị số đấy. 0973820460 0973820460 59k, tưởng 50k chứ. 59k này. Yếm đây này mọi người này, xịn lắm, chất yếm đây xịn lắm. Hàng này đẹp cực kỳ luôn. Đây nha các tình yêu nha, đây đây cho em. Đó, xịn chưa? Con này chốt cho em 65.000, 65k kèm số điện thoại nhá. Trời ơi, xuất sắc quá ạ. Ngay cái tay của nó này, xịn sò nhá. Chất gen đẹp. Có đơn này. 65k của Thu Nguyễn nhá. Mọi người ơi, gọi điện nhớ nghe máy nhá. Rất nhiều đơn không nghe máy luôn. Không nghe máy là lần sau em không chốt đâu. Em sẽ không ưu tiên chốt hàng mọi người nhá. Tầm con hàng hiệu xe S này. Đây 1.000 chất của anh. Các chị ơi, nó mềm như lông hồng và mát rượi luôn nha các chị nha. Đây này, nếu mà mình làm mặc công sở thì rất là đẹp đó. Chốt cho em 60.000, tầm 63 cân đổ lại nhá. 63 cân đổ lại cho em thôi, mới nguyên này, tối đẹp quá. 60k nhá, 53 cân đổ lại thôi. Ngọc Điệp mà. Nha, đẹp nha. Rồi, đỉnh luôn. Con này tầm 48 cân đổ lại mặc vừa các tình yêu ạ. 48 cân đổ lại mặc vừa thôi. Gen 69.000 nhá. 48 cân đổ lại mặc vừa, chút mà gen 69.000. Thấy hơi ngả nhá, bắt nó dọc cho em nhé. Không mà thấy hồi nó mất khách hết. Bẩn.
cái tình yêu này muôn đà này. Đẹp nhá chị nha. Đây này. Nha, em bỏ cái này vào không nó vong mất. Chịu ăn gẹo không? Không. À mồm đấy thân những gì mua được. Kiêng nhỉ? Kiêng hải sản, kiêng trứng, kiêng thịt bò. Ôi đẹp quá. Đây nhá. Đây là cái chị này. Xinh nhở? Cái con này mặc kiểu như hóa. Gì đang like chị gọi mình đi. Đây, đẹp này. Trời ơi, cái tình yêu ơi. À, con này tầm 55 cân đổ lại nhá. 55 cân đổ lại này. Đó, con này chốt cho em này. 89k nhá. Chị thoát hôm nay hay là thằng Đức gọi. Mà 89 nhá. Đây em có áo khoác này. Lô áo khoác sale có tình yêu nhá. Đây gì khoác sale nhá. Con này tầm bao nhiêu cân? À, 52 cân thôi. Chốt khoác 50.000 cho em. Khoác 50k này. Đẹp lắm nhá các tình yêu nhá. 52 cân đủ lại mặc vừa thôi. Nó là chất thô này. Mặc lên chất cực kỳ luôn. Chị nó tưởng con ma. Nó khoác của hoa vô thường này. Khoác 50k này như nào đấy? À, như Quỳnh đúng của Pháp này. Như Quỳnh đúng của Pháp nhá mọi người này. Rồi lên một con lâu này. Con này kiểu 2 giây cho em nhá. Hàng hiệu này các tình yêu này. Hàng F21 cho em nhá mọi người nhá. Con này hàng F21 này, size L. F21 size L này. Em bán cho mọi người con này 45.000. Chốt mã số 1 nhá, 45k cho em. Mình chị ơi chốt sạch của Pháp. Mã số 1 nhá, 45.000. Pháp đây 5.000 đây. Hả? Pháp cái gì? Quỳnh Như đúng của Pháp. Mã số 1 của Nguyễn Thị Mai. Mai mình làm món gì cái cây vào không ăn được. Mọi người ạ, số 1 này đẹp nhỉ. Cái chất của nó mại lạnh tanh luôn mọi người ạ. Đây là 50 đúng không? 45k một số 1 Nguyễn Thị Mai. Đây. Con này hàng công sở cho em nhé. Một con hàng công sở này cổ đẹp này. Hàng hiệu nhá. Cái này của Hàn nhá mọi người nhá, cái màu của nó đẹp cực. Đấy, đây này nó bị chói này. Con này chốt cho em 65.000. 65.000 này. Bé ơi chắc là mai nhận được đấy. Tại vì là kiểu bên mình quá tải. Nên là ví dụ hôm nay mọi người chốt thì tối ngày hôm sau mới đi được hàng. Thành Đức nó hỏi mình chưa. Hồng 60.000 này. Đang làm mình gì? Chị bảo nhắn tin cho chị để chị kiểm tra đơn nhá. Mọi người nếu mà sợ ở thì có thể làm cái cúc bấm như này cho em. Đó, nó là cúc bấm nhá. Cúc bấm đằng sau đấy. Đây này, chối con váy này đẹp cực kỳ luôn này. Chốt cho em váy đen nhá, 69.000. Váy đen 69.000 tầm 51 cân đổ lại mặc vừa thôi nhá. Váy đen 69.000 51 cân đổ lại này. Cái này đằng sau mình mà làm cái cài vào cái bấm mà cho em cũng được. Hai lấy váy đen chốt váy đen này. Dùng con 2 dây đen này. Nó là dáng váy nhá mọi người nhá. Đây này, chất thô lon này. Latiling.
La này, La Taliga này, cho chị số nhá. Con này kéo khóa sườn nhá mọi người nhá. Có cái dạng là áo váy đấy. Đây dạng áo váy này, 48 cân đổ lại mặc vừa xinh. Các váy tin tin chốt con này nhá. Con này chốt 65.000. 48 cân đổ lại mặc vừa xinh đấy nhá. Khách cú vẫn phải cho anh số điện thoại chị ơi. Khách cú vẫn phải cho số điện thoại nhá. Tại vì là bên nhà mình ăn nhiều khách lắm. Junjin này, Junjin này. Bọn em kiểu không thể lưu hết số của khách lại được ý. Làm sao mà lưu hết được. Hôm nay nhìn thấy mất nhiều chị ạ. Hôm qua là không nhìn được ít, hôm nay không like được. Rồi lên một con siêu phẩm nhá. Mọi người gọi điện chốt đơn nhớ nghe máy nhá. Đây này, có con này đẹp nhá. Đây này, đây là lần sau lần trước chị chứ. Đó, đây này. Con xanh này đẹp, con xanh này của Hàn nhá. Mặc kiểu dấu quần cho em. Tay cánh rơi và bục lơ như thế này này. Nếu mà biết mặc thì rất là đẹp à. Tầm mà từ 45 cân đến 60 cân đổ lại mặc vừa nhá. Kẻ 69.000 độ mới 100% này. Chốt mã kẻ nhá. Kẻ 69k. Chị like mụn ăn. Kẻ 69.000. Chị Ala Trần. Rồi con này đẹp này. Tay dài nhá. Từ 45 cân đến 60 cân nhá. 45 cân đến 60 cân. 75.000. Miền thắm này. Đâu. Nhầm. Con này chốt 75k nhá. Đẹp quá đây này. Thường là mọi người mua hàng Quảng Châu nhái thì đoạn này nó sẽ không theo. Nhưng mà của Hàn thì là đoạn này nó sẽ theo cái viền như này, rất là đẹp nhá. Và form dáng rộng, tay bồng 75.000 nhá. Suri Trần này, khách mới á. Dự phòng đi chị ơi. Dự phòng cho bé Trang Nguyễn nhá. Mai gọi cái Suri Trần không nghe máy chạy ra Trang Nguyễn này. Trang Nguyễn này toàn chút sau thôi. Cái này là chất da lộn này. Nó là kiểu sơ mi dáng dài chất da lộn nhá mọi người nhá. Nói chung là không biết mặc con này kiểu gì. Nó gọi là sơ mi khoác đi. Chất da lộn sơ mi khoác này. Bán 40.000 mọi người nhá. Về tự chế kem đai lưng vào. Mình đai eo vào cho em thì đẹp. 40.000 nhá. Nếu mà thêm đai eo sẽ rất là đẹp. Con này bé tí, con này mi. Con này của mi. Con này chỉ mi mặc được thôi. Rồi con hồng cho em này. Mi mặc. Sơ mi của con cá lên bờ. Chị ơi, chị nhận được đồ của em chưa? Chị con cá lên bờ ơi, chị nhận được đồ của em chưa nhỉ? Rồi con này 50 cân đổ lại này. Chốt mã hồng cho em 40.000 nhá. 50 cân đổ lại nhá. Chốt mã hồng cho em 40.000. Hồng 40.000 nhá. Chốt mã hồng 40.000 này. Có đính hạt như này và pha ren này. Hồng 40k này. Sợ nhất là khách nào mà. Thế à, chắc là mai hoặc ngày kia nhận được nhá. Tại vì là bên em kiểu đơn quá tải nên là mọi người sẽ nhận lâu hơn một tí nhá các chị nhá. Mi mặc vừa đấy. Được không? Mắt gì? Nhưng mà nó không phải áo người lớn đâu. Đây. Sao vừa được, con này áo trẻ con mà. Đỏ bên tay trái đây. Ôi, con này đẹp này. Rồi con này bé lắm. Này mọi người đỏ bên tay trái. Cái
Cái này sao lại không thắt được lơ? Cái này thắt lơ vào nhá, cái này sai S thôi. S nhá, cái tình yêu nhá. Tầm bao nhiêu cân chị thế? Không chui luôn á. 40 cân á. Sau tốn xong mình gửi, ném xong rồi mới lên đơn. Đây này, con này đẹp này. Đẹp nhá chị nhá, mình mặc cũng được này. 56 cân đổ lại nhá, 56 cân đổ lại này. Con này em bán 50.000 nhá. 50k này. 56 cân đổ lại này. Đây là siêu phẩm chứ đâu. Rồi lên một con siêu phẩm này. Siêu phẩm. Chuẩn là siêu phẩm luôn nhé. Ui. Đẹp quá. Đây nha. Tay hàng hai lớp yên tâm rất nhiều ạ. Trời ơi siêu phẩm. Trời ơi mặc cái này thì chả ai mặc giống mình. Nếu mà mọi người sở hữu được con này thì nếu mà ai hôm nay đã chốt được một con siêu phẩm rồi thì em sẽ ưu tiên những người chưa chốt siêu phẩm nhé. 99.000. Đức à. Đợi mẹ tí. Con đây con. Sao thì có máy đâu, bố để máy ở nhà mà. Bố có cho mẹ cầm máy đi đâu. Nào. Chị đi đâu. Buồn à. Chốt bán 99.000. Hàng hóa mình này. Rồi con lụa nhá, còn mác này. Lụa còn mác size S. Trời ơi, mới nguyên các tình yêu ạ. Con này hàng hiệu này. Đó, nó có chỉ và cúc cho mọi người dự phòng nhá. Đây này, con này mới, con này của Hàn này. Con này mọi người mua cũng tầm khoảng 600.000 nhá. Nó là chất van lụa cho em. Nhưng mà tầm sẽ ép 50 cân đổ lại thôi. Nhá. Đẹp nhớ này, đẹp nhớ. Uầy, đẹp quá. 50 cân đổ lại thôi nhá, size S thôi. Đi mua con này đắt lắm. Em bán con này với giá là 60 nha mọi người này. Từ về em phải đợi mẹ làm chứ. Hôm nay là không like được rồi. Rồi con hot trend này. 60k này, gặp diếm này. Ngọc điểm này. Rồi con khoác cho em nhá. Đẹp quá. Một con khoác này 53 cân đổ lại mặc vừa. 53 cân đổ lại mặc vừa nhá. Khoác cho em 69.000. Chiều nay mẹ nó không like được rồi. Rồi có một con sơ mi trắng này. Nó là dáng ngắn dáng dài nhá mọi người nhá. Đằng sau nó là dài và đằng trước nó là ngắn. Đằng sau là dài và đằng trước là ngắn này. Con này chốt cho em sơ mi 50.000. Đức ơi do mẹ không nước. Sơ mi 50.000 này. Rồi một con áo á. Có túi trước ngực nhá. 52 cân đổ lại mặc vừa này. Chốt cho em báo số 1 45.000 nhá. Báo số 1 45.000. 50k đồng. Trắng của Đinh Hồng Hạnh này. Báo số 1 này là 40.000 nhá. Ôi. Mẹ ơi rớt hổ con này. Rớt kẻ xịt quá. Ai cắt tốn cho nó thế đi. Má số 1 nhá. Má số 1 này. Có 2 đứa rồi. Có 2 đứa rồi.
quá kệ xịn luôn đấy. Mã số 1 nhá. Mã số 1 40.000. Hả? Mẹ không tốt đầy được. Rồi, yếm 40.000 này. Một con yếm đen 40.000, 55 cân đổ lại màu vừa. Mới nguyên nhá, nhưng em bán rẻ thôi. Nói thế lại ngại. Yếm 40.000 nha, 55 cân đổ lại màu vừa này. Nó thế ngại chết. Rồi, một con áo khoác nha các chị nha. Áo khoác rút eo này. Đó, da lộn nha. 55 cân đổ lại này. Áo khoác 40.000 nhá. Khoác có túi này. N91 chị ơi. Khoác nha, 50.000 này. Khoác 50.000 nha, mọi người chốt hàng đi. Trời, tập trung vào chốt hàng nhá. Em thấy bây giờ mình có 3 con vứt ra này. Rồi, một con váy sơ mi đẹp xịn sò nhá. Khoác của Quỳnh Như này. Đó, váy sơ mi xịn sò 55 cân đổ lại mặc vừa. Váy cho em 60.000 nhá. Váy 60k này. Đây này, chân bèo như này này. 60.000 nhá. Khoác 60.000 này. Bao nhiêu tuổi? Váy à, váy 60k đúng không? Của chị Anna Trần này. Chín gì đó. Đây nhá mọi người nhá, đây một con sơ mi trắng chất thô này, nhưng mà họa tiết đẹp này. Đấy, họa tiết gân gân thế này cho em nhá. Dài. Dài qua mông nhá. 55 cân đổ lại. Đó, 55 cân đổ lại vào cái tay như thế này này. Đó, cái tay như thế này này. Trời ơi. Đó, con này em bán 65.000 nhá. Mặc xinh cực kỳ luôn. Nó là chất thô này. Nó là chất thô này nhưng mà họa tiết theo nhá. 65.000. Đó, mặc cái con này thì xinh cực kỳ luôn. 65.000 này. Rồi con vàng các chị nha, 55 cân đổ lại này. 54 cân đổ lại có nguyên tem mác nhá. Suri Trần này. Rồi chốt mã vàng 50k nhá. Con này còn nguyên mác này. Cũng là hàng hiệu nhá. Đây này. Nó có ngọc cho mình dự phòng này, chỉ và ngọc để mình dự phòng nhá. Hàng hiệu này. Con này size M nhá. Cái này của Hàn hay sao ấy, đẹp quá. Có nguyên tem mác này, đẹp nhỉ. Đây này, theo ở dưới như này nhá. Của Nguyễn Thảo này. Đẹp quá, cổ xinh nhá.
75.000. Xin giá mang luôn. Sắp hết rồi mọi người. 75k nhá. Của Trang Nguyễn này. Con về bảo rủ chị My lên đi. Con bảo chị My xin phép ông bà bố mẹ đi. Ngủ rồi. Ngủ rồi. Đi, à, à. Bài. Đây. Thứ 2, thứ 2. À, mang cái cân nhỉ? Thế là nghỉ hè luôn à? Nghỉ hè lên cho lên lấy ở. À, con này tầm 58 cân đổ lại bằng vừa nhá. Đây này, đẹp này. 58 cân đổ lại nhá. Hai bỏ. 58 cân đổ lại nhá. Vàng 60.000. Tao vừa xong kể. Sơn Lai mời. Mai lại đeo xuống. Vàng 60.000 nhá. Hai này vàng chốt vàng 60.000 này. Rồi một con theo này. Wow, đẹp quá. Ok. Chắc là không ai xả con đấy đâu. Đảm bảo là không ai xả con đấy luôn. Nhưng mà nếu mà khách không nghe máy thì chị sẽ nhường cho nhá. Nếu mà khách không nghe máy thì sẽ nhường này. 55 cân đổ lại này. Đây mọi người nhìn này. Trời ơi, xuất sắc nhá. Tầm 53-54 cân thôi. Con này chốt 79.000 nhá. 79.000 nhá. Ngọc My này được chốt à? Mà lâu mới xả. 69.000 à, bao nhiêu nhỉ? 79.000 đúng không? Hồng Ngân Lưu này. Ngọc My này được chốt à? Ngọc My. Mình không biết là ai chốt luôn. Mai phải đóng xỉ. Mai cho tuyết bắt tuyết gấp xỉ. Còn con sơ mi trắng này dáng dài như này, cổ tàu, con này mặc lên rất là đẹp, sơ mi đẹp nhá. Đây này 58 cân đổ lại, từ 45 đến 58 cân nhá. Con này chốt cho em 55.000. Đây này, cái đoạn gân của nó đẹp nhá, cái đường viền của nó rất là đẹp. Mặc chùm mông được vào sơ mi cũng được nhá mọi người nhá. 55.000. Hết rồi. Là gì là được hết từ đâu mà kêu. Đẹp chưa? Còn nguyên tem mác này mọi người này. Con này còn nguyên tem mác nhá. Cũng có chỉ cho mọi người thay này. Đây này gói, cái gói túi của nó cũng xinh xịn sò như thế này nhá. Từ 45 cân đến 60 cân vừa. Con này chốt cho em siêu phẩm 89.000 nhá. 89k này. Đấy là má. Sao cái vạng kẻ ở dưới kìa. 89.000 nhá. Mai vẫn là hàng si thôi. Nhà mình chủ yếu là hàng si. Đấy. 89.000 siêu phẩm này. Của Nguyễn Thảo này. Nguyễn Thảo ơi, nhận được chân váy tớ gửi chưa? Đấy là cái đấy, cái đấy ra là gì nữa? Từ 45 cân đến 60 cân vừa nhá. 45 đến 60 cân vừa. Đây mặc đẹp này. Con này chốt cho em 59.000 nhá. 59 cân, 59k. Giặt cho chị nhá. Con này giặt. Thu Nguyễn 59.000 này. Ok chị này, mai bảo với nhân viên nhà em chị nhá. Rồi một con hồng như này này. Hồng này chốt 40.000 nhá. Tầm 53-54 cân đổ lại mặc vừa. 53-54 cân đổ lại mặc vừa nhá. Hồng này. À này, hồng chốt hồng này. Chị Lai gần à, gần trưa với cả tầm 4 giờ nhá. Tầm 4 giờ sáng thì tầm khoảng là 10 giờ à, 11 giờ đổ lại. 11 giờ đến 12 giờ nhá. Đây mà theo này, giặt lách này, bị bẩn. Rồi con theo này, xịn xò mọi người. Hôm nay nhiều theo phết đấy. Mà toàn siêu phẩm, hôm nay kiện này rất là nhiều siêu phẩm. Mai mà có siêu phẩm thì mình kéo lại một kiện, không thì hòa vốn mất hoặc là lố kiện. Đây. Con này chốt cho em này, giặt tay. Giặt lách chứ. 79.000 theo nhá. Nhìn.
19k theo này. Theo của ai? Vân Nguyễn á. Con cá lên bờ này. Theo con cá lên bờ này. Đây này, đây là váy nhá mọi người nhá. Con váy dáng suông này cho em. Đây này, tay của nó đây mọi người này. Đẹp chưa? 55 cân đổ lại nhá. Trời ơi xuất sắc. 55 cân đổ lại. Không có lên phong mẹ ơi, 55 cân đổ lại nhá các anh yêu nhá. 89.000 ba váy này. Váy 89.000 nhá. 89k này. Ấy mà không bán này, váy 89.000. Dòng con sơ mi phối áo phông này, váy của Vân Nguyễn đấy chị ơi. Váy của Vân Nguyễn nhá, một con sơ mi phối áo phông bên trong. Hôm nọ bà Hoa mình nhận đi đóng phông về thôi. Trang tranh hết nhặt trước áo phông đó. Áo phông nọ cho Vân Nguyễn là bao đấy. Nhặt. Thế thì kêu không mà về. Bố bà mang về cả bao, tranh nhau hết. Mẹ mang về cả bao á. Bà Hoa. Thế mang về lúc nào là có bao nào đâu. Áo phông. Ừ. Bao áo phông. Bà không biết bà nhặt. Bao nào? Bao thôi. Làm gì có con bao nào con để ra? Kiện nó không đi, không nọ. Không người nào đổ tiền nhiên là lấy đấy không sau. Mẹ đổ bao này ra để lọc á? Mẹ thế đi à? Hay là đổ cẩn thận cái bao con chưa lai hết thôi đấy. Tiền. Mẹ này. Bao không người ta. Kể 50.000 nhá. Cái thế đạo nhặt thì đạo không người nào đóng chân đóng tay quên bây giờ đéo của người nào. Kể 50.000. Kể 50k cho em này. Mà chất nó đẹp. Nó là xi thật chứ. Nhưng mà mình áo phông, bán áo phông mình bị lố. Nó bạc. Không phải, mình không dám bán cho khách. Tại vì áo phông, cái chất phông mặc nhiều nó sẽ bị bạc cổ. Vân Nguyễn được chốt mà. Đúng không? Sao đây Vân Nguyễn chốt mà. Vâng, người chốt váy 89 mà. Chính xác lại. Vâng, 50.000 kể mà. Váy đây. Ừ, váy của Vân Nguyễn mà chị. Còn kẻ là từ phấn mà, từ phấn chốt đầu tiên mà. Đấy, kẻ là từ phấn này. 50.000 đúng không? Ừ, viên dự phòng Nguyễn Thị Ma cho em. Chứ mà khách mới. Rồi, con sơ mi trắng size L nha, đẹp xuất sắc này. Cái này chốt không đủ má hay sao chị ạ? Đây này, con này chốt cho em 50.000 sơ mi trắng size L nhá. Thì tầm khoảng 55 cân đổ lại. Đẹp lắm nhá. Hàng xin này rất là đẹp này mùa này. Đây này, em thấy con sơ mi trắng này đẹp tuyệt vời. Mới nguyên nhá. 50.000. Đẹp quá. Suri trần này mà trắng này. 50.000 này. Con mà kể cho em nhá. Kể này có con gái không phải con trai đâu. Từ 45 cân đến 58 cân. 45 đến 58 size M mặc sơ mi vào cho em nhá. Đây này. À, chốt cho em con này là mã số 1 nhá. 59.000. Sắp hết rồi mọi người ơi. Mã số 1 59.000. Rồi cái gen này là một mà số 1 Nguyễn Thảo này, cái gen này là mọi người phải mặc áo quây vào mới đẹp nhá. Trời ơi, nhưng mà cái con này á, em đảm bảo là như tiểu thư luôn. Đây này, cái tay của nó đẹp quá, tay bồng này. Trời ai mà trắng tinh khôi thì mặc con này còn đẹp hơn. Chỉ cần mặc áo quây vào thôi, mình mặc thêm một cái áo quây 2 dây ý. Rất là đẹp. 79.000 cho em mã số 3 nhá, xuất sắc. Con này đẹp nhỉ. Mã số 3 nhá. 79.000. Rồi một con phông này. Uầy, đẹp mà rách này. Đẹp nhỉ, con này đẹp nhỉ. Con này bị rách này. Mã số 3 của Nguyễn Thảo này. Đẹp thế mà rách này tôi mình. Nếu rách thì mình mặc đẹp nhỉ.
69.000. Mọi người thích thì em tặng nhá. Mọi người thích thì cuối lên sẽ tặng. Váy ren 69.000 có nguyên mác này. Đẹp nhở, này đẹp nhở. Trời ơi đẹp quá, con này siêu đẹp này. 45 đến 58 cân. Hôm nay quá đẹp, hôm nay nhiều nhà mình nhiều khách mới này. 45 đến 58 cân nhá. Đẹp nhở. Trời ơi mặc kiểu gì cũng đẹp luôn ý cái con này ý. Váy ren con cá lên bờ này chị ơi. Rồi cái này chốt 79.000 nhá. 79.000 này. Rồi tặng Ngọc My ưu tiên khách mời nhá. Cũng chốt được tầm khoảng 3 con rồi. Con này đẹp quá em định mặc. Tặng Ngọc My này. Hai váy ren người ta chốt rồi mà tặng mấy cái này đi. 79k này của ai đây? Thu Nguyễn này 79.000. Thu Nguyễn là khách mới là Thu Nguyễn khách mới là khách lạ đây. Thu Nguyễn khách mới là khách khách mới khách quen Thu Nguyễn ơi. Rồi con sát lách này. Mặc kiểu dấu quần này. Sát lách kiểu dấu quần những tình yêu nha. 52 cân đổ lại này. Sát lách dấu quần 52 cân đổ lại. Em bán con này 40.000 nha, bố con gọi bố đi. Bố đang xem like nhỉ. Bố à. Thôi. Thôi đi đi. 40k Nguyễn Thảo này. Bố im không mà đụng vào đồ là đổ đấy. Đồ con xanh như này nhá các chị nhá. Xanh này tầm 52 cân đổ lại, 53 cân nhá. Mặc chùm bông này. 53 cân đổ lại nhá. Sơ vin cũng đẹp. Sơ vin đẹp nhá. Ôi, con này chị A La Trần ơi, chị mặc con này mới đẹp này. Chị A La Trần ơi, chị mặc con này mới đẹp này. Xanh em bán cho một người 45.000 nhá. Bán giá chiên thôi. Đẹp quá, con này đẹp quá chị ơi. Chị A La Trần mặc con này hợp nhá, vừa với cân của chị luôn này. Đây là một con thêu cho em này. Thêu này thêu xịn sò luôn. Thêu được có đính hạt nhá các chị nhá. Đây, một con thêu đính hạt thế này này. 40k Nguyễn Thảo khác. Đây cái tình yêu này. Đấy. Đẹp nhỉ, con này đẹp quá. Con vừa nhặt mấy cái hạt này này. Trong đây hạt gì? Không biết được. Xanh 45.000. Có ai chốt đâu? Thằng gái chốt nhỉ? Khoai chốt đúng không? Tranh nhau này. Cái này là tranh nhau rồi. Con này size gì đây? Có kéo khóa này. 48 cân đổ lại mặc vừa nhá các chị nhá. 48-49 cân thôi. Đó. 48-49 cân thôi. Nhà đẹp xuất sắc này. Con này hàng Hồng Kông nhưng mà hàng hiệu nhá. Chốt cho em 99.000 nhá. Theo 99.000. Rồi con sơ mi kẻ như thế này này. Dáng basic mọi người nhá. Dáng basic này. Theo 99k này. Đúng rồi, áo xanh này đẹp. Mặc dấu chùm mông cho em này. Tay nó sọc cái này rất là đẹp này. Đây này. Theo Quỳnh Như này. Ai lấy kẻ chốt kẻ cho em nhá. Kẻ em bán 50.000 này. Kẻ 50k các chị nhá. Kẻ 50.000 này. Càng về cuối thì càng nhiều siêu phẩm. Tấm con của Hàn size M nhá. 55 cân đổ lại này. 55 cân đổ lại. Ôi đẹp quá. 55 cân đổ lại nhá. Con này chốt 79k này. Kẻ của Quỳnh Như này. Alo tao con cháu. Thì đang nói chuyện thì có phải chửi khách đâu. Càng ngày càng đen chứ nhập với bọn này. Đồ
đổ nhá, Đức nhá. Đổ nhá Đức nhá. Rồi, trắng 79.000 này. Trắng 79.000 nhá. Không. Mà 99.000 mà. Không hiện comment của chị con cá lên bờ luôn. Không thấy con. Bây giờ đổi ra là em phải chịu thua. Với cả thường là chỉ bao đổi lối cho mọi người thôi, chứ không bao đổi rộng với cả không ưng như mày nhá. Đấy nhá, một con hoa này. Con 79 cái đẹp không chút. Rồi con hoa cho em nhá, sơ mi hoa như thế này này. Cổ là cổ hoàn gì đây. À không, con này bụt lơ, đấy bụt lơ này mày đẹp này. Hoa nhá, 59 cân đổ là mặc vừa nhá. 59 cân đổ là mặc vừa này. Có thất lơ này. Kiểu dáng dài như thế này này. Đó. Cái váy đấy chị cũng 46 cân mà bé ơi. Cái váy đấy chị cũng 46 cân mà. Lúc mặc trên live là mọi người ngắm hết rồi nhá. Thường là đổi lối thôi chứ không đổi rộng riết hay là như thế nào nhá. Tại vì là báo số cân rồi, từ bao nhiêu cân đến bao nhiêu cân rồi. Con này từ 45 cân đến 57 cân nhá. 45 đến 57 cân cho em. Chốt mà hoa 70.000. Hoa 70.000 nhá. Hoa 70k này. Rồi con sơ mi xanh này. Con này chốt 50.000 nhá. Từ 45 cân đến 58 cân form dáng rộng. 45 đến 58 cân form dáng rộng chốt 50k này. Chị bảo lần sau chị bóp cho. Bị sứt chỉ hay như thế nào. Thế thì đơn ngày hôm nay sẽ phi ship nhá. 50k Nguyễn Bảo Hân này. Tại vì là nói chung là hàng gì sẽ không tránh được đâu. Nhưng ví dụ lỗi lầm như thế nào là mọi người báo với em này. Một là giảm giá 50% giá trị của áo này. Hai là mọi người nếu mà không thích có thể chuyển áo lại cho em. Và ba là chúng ta làm thỏa thuận phi ship vào đơn sau nhá. Hàng hóa mình nhá. À, báo phi ship vào đơn sau nhá. À đơn này này. Đơn ngày mai thì em báo phi ship chị. Nói chung là hàng lối thì em sẽ đổi các kiểu cho mọi người thoải mái nhá. Không bao đổi được. Không, của em sau mà Quỳnh Như. Đúng này, Nguyễn Bảo Hân em sau này. Con màu đen này. Giặt. Đây này, con này 58 cân đổi lại mặc vừa nhá. Không, 58 cân vừa. Chị bao nhiêu cân? 47 đến 58 thôi. Mặc chật có xấu. 47 đến 58 này. Giặt nhá. Con này chốt cho em màu đen 69.000. Đen nhá. Chốt màu đen 69.000. Màu đen này 69.000. Natalia Nga. Có đơn rồi đấy. Đức ơi mẹ lấy đồ. Rồi con váy baby đơn kẻ dáng rộng cho em như thế này nhá. Đây này, nó là dáng rộng. Nó không phải dáng bó. Thì mọi người từ 40 cân 45 cân đến á, đến 60 cân nhá. 60 cân đến 45 cân vừa. Đó, váy dáng rộng mọi người nhá, không ôm. Xù lý xù. Nó hơi xù nhẹ nhá, em bán 40.000 thôi. Xù nhẹ em bán 40k nhá mọi người nhá. Bán 40.000 vì nó xù nhẹ. Được không? Con này size S này. Thôi các chị thích thì mua này. Đó, nó là dạng cúc ngực kéo khóa size S nhá. Baby doll ngọc mi này. Con này xù nhẹ nhưng mà mai sẽ xử lý xù. Nó là đen trắng nên nó sẽ không nhìn thấy xù đâu. Đó, em đã thông báo trước là xù nhẹ rồi nhá. Chị ghi hẳn vào đi. Đã báo xù nhẹ này. Đây này. Váy này tầm 50 cân đổ lại mặc vừa cho em.
Thì nha, nếu mà mọi người thích đai thì cho em đai vào cho em. Em bán cái này 30.000 này. 30.000 nhá, mới nguyên này. 30k này. Ôi con đen này đẹp thế chị ơi. Cho em con đi đi. Hello mọi người nha. Các chị nha, mọi người chấm bài lên đi mọi người nhé. Mọi người vào bên xả kho nhé mọi người ơi. Hello các chị nha. Muốn chị lên cho em xin một lượt chia sẻ like với nha các bác nha. Chấm bài tương tác lên cho em với nha mọi người nhá. Chia sẻ like lên giúp em với nha.
có mẫu nào 32 cân không? À, 32 cân thì bây giờ chỉ có mấy cái maxi này thôi. 32 cân hôm nay em còn maxi chị ạ, em còn maxi thôi là chính á, với lại quần bò là chính á. 32 cân có maxi nhiều, quần bò nhiều. Rồi mọi người chấm bài tương tác lên cho em nhá mọi người nhá. Hello mọi người nhá. Bà đen tặng quà nhá mọi người ơi, áp cùng chia sẻ like cho em bà đen tặng quà này. Bà đen tặng quà nhá. Bộ cái kia mẹ chị vừa sẽ đau tặng. Rồi lên cho em luôn này, mọi người chấm bài tương tác lên cho em nhá mọi người. Ông sắp tối thế. Sao mà tối thế nhỏ, em nhìn sao mà tối không? Tối á. Rồi mọi người lên cho em mã này lên là 01 cho em này. Lên luôn nhá, lên luôn để mọi người không phải đợi nữa này. Chia sẻ like cho em nhá. Bộ này lên bộ Mickey cho em 15 cân đến 20 cân cho em. Bộ này em tặng đầu like cho các chị 39.000 bộ này, 39.000. Mã số này lên cho em là 01 nhá mọi người nhá, 39.000 đồng cho em. Mã số kèm số điện thoại cho em 15 cân đến 20 cân cho em nha, 3 đến 5 tuổi cho em này. Rất là đẹp luôn, bộ cotton tàu cho em, cái này hàng tàu ấy, rất là đẹp luôn. 39.000 cho em nha. Mã số kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn, các chị cứ chấm bài tương tác lên cho em nhá. Để em biết mọi người đang xem live nhá mọi người nhá, để chào mọi người nhá. Rồi hello các chị nha mọi người nhá. Chấm bài tương tác liên tục, thả tin thả la lên cho em với nhá. 0139.000 cho em nhá. 39.000 cho em này. Đẹp nhá, chất bộ này đẹp quá. 39.000 bộ 15 cân đến 20 cân cho em nhá. Không tối đâu, ok chị. Không tối, chắc là em hôm nay mặc màu đen nên nhìn tối nữa. Em mặc màu đen nên em cảm giác nó bị tối. Màn này, cái màn nó tối quá. Nó tối luôn á. Sao em nhìn cái đây nó tối luôn á. Nên giờ để cái váy này nó đỡ tối. Rồi ok nhá. Mẹ lấy 01 chốt cho em, 01 cho em là 39.000 nha mọi người nhá. 39.000 15 cân đến 20 cân cho em. 39.000 này còn có mấy bộ. Tặng 39.000 chất liệu là cốt tông tàu cho em nha các mẹ nhá. Ai lấy 01 chốt cho em là 01 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn. 39.000 đồng. 39.000 đồng cho em. Rồi 01 đúng rồi, đại sử thấy thì thấy comment này. Minh Thu có 01 ok này. Hương rừng Tây Bắc có không, ủi không có 25 cân đâu. Em không có 25 cân đâu chị Hương rừng Tây Bắc ơi. Nhà em không có đồ bé trai nhá. Rồi mẹ nào đấy 01 chốt 01 39.000 15 cân đến 20 cân và 3 đến 5 tuổi cho em nhá. 15 đến 20 cân thôi. Size to quá em hết rồi, vì em lấy cái này là hàng lẻ size mà. Hàng lẻ size mà tặng luôn này 39.000 cho em, mã số là 01 đi mọi người nhá. 01 cho em 39.000 này. Rồi lên tiếp cho em thử này. Bộ ba chi tiết này em uống hết không chị Đạt? Bây giờ rồi lên tiếp, lên tiếp cho em bộ ba chi tiết nha. Bộ ba chi tiết cho em này đấy, cái này lên cho em 15-17 cân cho em này. 15-17 cân cho đến 22 cân chốt mã này cho em là 02 bộ ngố nhá. 49.000 một bộ này. 02-49.000 cho em, hàng tặng 24 cân có bây giờ em lên cho đợi xí nhá, chia sẻ like cho em đi. Rồi đây lên cái này cho em là quần ngố này, 15 cân đến 22 cân, 15 đến 22 cân bộ 3 chi tiết nha. 49.000 một bộ luôn, 49.000 chốt cho em là 02. Đẹp nhọc, bộ này đẹp quá, bộ này cháu em mặc đẹp lắm. Bên trong là có một cái áo 2 dây nha mọi người nhá, đây này, bên trong nó có một cái áo 2 dây này. Rồi mẹ nào lấy 02 chốt 02, 49.000, 49.000 áp dụng chia sẻ like cho em nha. Áp dụng chia sẻ like cho em 0349.000 đồng cho em này. 49.000 đồng. À 0249.000 này, cứ quên. 0249.000 đồng cho em nhá. Mẹ nào lấy 02 chốt 02 cho em 49.000. Tí này em tặng áo phông nhá. Em tặng áo phông cho các chị. Ok, mẹ nào lấy 02 chốt 02 49.000 đồng cho em này. Đó, 15 cân cho đến 22 cân nhá. Ba chi tiết có hai màu nâu và màu cam cho em, được chọn màu nâu và cam cho em. Mẹ nào lấy 02 chốt cho em 02 này. À, kèm số thoại kèm cân nặng cho em và áp dụng chia sẻ like đi mọi người. Áp dụng chia sẻ like cho em đi. 02 nhá. 02 cho em. 49.000 đồng cho em 02 nha mọi người nha. Bộ ba chi tiết. Quần lửng. Cái này là quần lửng này. Đó là quần lửng ấy. 22 cân 5 tuổi quay lại. 22 cân 5 tuổi quay lại cho em 02 nhá. Rồi để em tặng áo phông. 02 nha. Em xem mẫu đầm 45kg. 45kg hôm nay em không còn. Hết sạch luôn. 45kg chỉ còn một mình cái dạng yếm. Yếm sạc ly này. Chứ còn không còn loại khác. Ok nha, mẹ nào lấy 02 chốt 02 đi. Bộ này sai gì em? 25 cân nữa. Rồi lên tiếp cho em mã số 03 này. À áo phông nha, em tặng áo phông này. Tặng
mẹ này. Hôm nay chơi lớn luôn, cả áo phông cũng chỉ nhìn quá. Quần váy 15 cân đến 42 cân cho em quần váy này. Đó, 15 cân đến 42 cân quần
04 à? 04 tẩy 9 đi. Mặc cái áo phông em vừa lên xong rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Cái này bên trong của em nó là quần nhá. Bên trong nó là quần này. Đó, bên trong là quần cho em này. Ở sau nó là quần. Có 79 nghìn một cái quần váy chất bò jean cốt tông rất là đẹp mà form nó rất là to. 15 cân cho đến 42 cân. Chốt mã hàng cho em là 04 là có đơn nhá. 04 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn. Đó, mẹ nào lấy 04 chốt 04 nhớ là lựa kiểu ngẫu nhiên cho em với các chị yêu nhá. Lựa kiểu ngẫu nhiên cho em này rất là đẹp luôn này. Đó, đẹp lắm trời ơi. Mặc cái này với lại cái áo phông mà em vừa đưa cho các chị em đã xếp nhìn như mấy trăm nghìn luôn á mọi người ạ. Rất là đẹp luôn 04 nhá. 04 cho em 79 nghìn cho em quần váy nha. Áp dụng chia sẻ like cho em đi. Lựa hình ngẫu nhiên nhá. Em đọc comment cái nào. Chốt cho em là 04 sắp tối. Chả thấy cái máy này chứ. Như cái máy nó cứ tắt tự tắt. Ok nhá. Không dồn đơn chưa. Đơn chưa gọi cho đơn là xong rồi. Đi rồi nhá. 04 cho em này quần váy. Chốt mã là 04 đi. 04 kèm số điện thoại kèm cân nặng là em có đơn nha các bác nha. 04 cho em ạ. Quần váy cho em 04 nhá. 17 cân 15 cân đến tận 42 cân em có size. 15 cân đến tận 42 cân em có size nhá. Ai lấy 04 chốt cho em 04 cho em là ok nha các mẹ. 04 79 nghìn mặc đéo phông vừa mặc xong rất là đẹp luôn. Đó 04 kèm số điện thoại kèm cân nặng là em có đơn. 79 nghìn một quần thôi ạ. 15 cân cho tới 42 cân đủ size nha. Đấy đọc comment cho em cái đó nha. Cái máy em like là Facebook nó không cho đọc ấy. Là phải dùng sang cái máy khác ấy. Đúng rồi, quần váy là 04 cho em nhá. Yếm thì cho cái yếm quần thôi chị ơi. Em chỉ có yếm quần thôi. Ok nhá, mẹ nào lấy 04 chốt là 04 cho em 79 nghìn nha mọi người nhá. 15 cân đến 42 cân 79 nghìn chốt cho em là 04 là ok này. 15 cân đến 42 cân á. Size to lắm. 15 cân đến 42 cân em đủ size 79 nghìn. Lựa kiểu ngẫu nhiên. Chốt cho em là quần váy là 04 nhá. Áp dụng chia sẻ like cho em nào. Áp dụng chia sẻ like nhớ đi đơn trên 100.000 đồng để gọi được gọi chốt đơn nha. Đi đơn trên 100.000 để được gọi chốt đơn nhá mọi người nhá. Không có là đơn dưới 100.000 là nhà em sẽ không gọi. Ok nhá. Rồi lên tiếp cho em mã bộ này. Đây bộ này rất là đẹp luôn. Mã số tiếp cho em 05 này. Lên bộ gấu cho em nhá. 15 cân cho đến 25 cân tiếp cho em này. Em ghi là cái bộ này là bộ gì? Gucci gần quần chít. Em ghi đấy không có bọn không biết. Rồi ok nha. Rồi chốt cho em mã này lên cho em là 05 nhá mọi người nhá. 05 cho em này. Đó, bộ này lên là 05 15 cân đến 25 cân cho em quần nó là dạng xòe như váy luôn này. Đó, cho em bộ này lên cho em nhá với giá là 69 nghìn một bộ cho em này. 15 cân đến 25 cốt chốt cho em mã này lên là 05 đi. 05 69 nghìn. Váy cốt tông không có. Không mã số ok nhá. Cái này chốt cho em mã số là 05 cho em. 05 cho em nhá. Bộ bộ con gấu này, bộ gấu theo nhá. Bộ gấu theo cho em này. Đó 05 cho em màu vàng, màu hồng này. Màu hồng nhạt và hồng đậm cho em giá là 69 nghìn. 15 cân đến 25 cân. Quần là váy cho em. Cái này là quần chứ nó là quần chứ không phải là quần váy đâu. Nó là quần nhưng mà làm nó xòe xòe như váy luôn ấy. Đấy rất là đẹp luôn. Mẹ nào lấy 05 thì cũng mặc ngược. Mặc ngược cả quần. 05 cho em 69 nghìn đồng cho em một bộ nhá. Chất liệu là cốt tông tàu cho em nha các mẹ nhá. Chất liệu là cốt tông tàu cho em rất là đẹp luôn. Đó mẹ nào lấy 05 thì chốt cho em 05 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn nha các mẹ nhá. 05 cho em với giá là 69 nghìn màu hồng này, màu vàng này. 05 lên cho em màu hồng đậm, màu vàng và màu hồng nhạt cho em. 05 cho em nhá. 15 cân đến 25 cân 69 nghìn cho em nhá. Hết 35 cân rồi em chỉ còn size 25 cân thôi các mẹ nhá. Nghe giọng cân nặng cho em. 15 cân đến 25 cân cho em 05. Size 30 cân bây giờ còn bộ gì? Không còn bộ gì cả. Đúng không? 05 69 nghìn cho em. 05 hồng đậm, hồng nhạt và màu vàng. Hồng đậm, hồng nhạt và màu vàng 69 nghìn cho em. Chia sẻ like cho em nhá. 69 nghìn chốt cho em mã số là 05 cho em là có đơn này. Đó mẹ nào đấy 05 chốt cho em 05 là có đơn. 69 nghìn đồng cho em nhá. 69 nghìn đồng chốt cho em 05 là ok nhá mọi người nhá. Hồng nhạt, màu vàng và màu hồng đậm cho em. Đó, ai lấy 05 chốt cho em mã này là 05 kèm số điện thoại kèm cân nặng em có đơn. Chia sẻ like giúp em nha các mẹ ơi. 69 nghìn một bộ nha chị ơi. 69 nghìn đồng một bộ cho em. 69 nghìn đồng một bộ cho em. Bộ cốt tông thì em không còn size lớn đâu. Size bé thôi, còn được size bé thôi. 69 nghìn cho em nhá, xả kho luôn. 69 nghìn 15 cân đến 25 cân em có size. Cái này từ 4 đến 7 tuổi cho em nhá. 4 đến 7 tuổi là mang vừa cho em.
nha, 05. Ok nha mẹ gái, 05 chút, 05 cho em 69 vị cho em nha mọi người nha.
lấy tiền mặt đi để ngày mai bạn ấy quay lại. Nhà em không không nhận chuyển khoản nữa nhá. Ok 06 nhá. 06 35 cân không vừa chị ạ. À, 35 cân không vừa. 06 là chất xúc gạo nhá. Chất xúc gạo. Rồi tiếp lên cho em 07 này, bảo chị chuẩn bị tiền mặt đi, ngày mai bạn quay lại xin ạ. Nhà em không nhận chuyển khoản nữa. Còn không muốn nhận thì để em ăn về. Rồi ok nhá. Rồi lên cho em này, đây là 07 này. 07 cho em này. Rồi lên tiếp cho em mã số này, lên là 07 cho em ạ. 07 cho em nha. Set Uzi cao cấp cho em này, bên trong có quần nhá. Cái này là set, cái này là set rồi ấy. Set rồi. Set rồi cho em cái này, lên cho em mã số này. Lên cho em mã số này là 07 cho em nhá. 07 cho em nhá. Sai cho bé cứ bảo cứ chuẩn bị tiền mặt đi rồi được kiểm tra hàng. Chứ là không nhận chuyển khoản nữa, chẳng nhẽ bây giờ cả nhà mà không có đến 500.000 tiền mặt à? Thì đi chợ bằng cái gì? Đi chợ là chuyển khoản cho người ta rồi, mấy bà đi chợ làm gì có số tài khoản này. Bây giờ muốn xem hàng nhưng mà lại không có tiền thì làm sao? Rồi chốt cho em con này là 0 ấy nhờ. 07 cho em nhé mọi người, 0779 15 cân đến 22 cân cho em. Mã này lên là bộ Gucci này, set Gucci nhá. 07 cho em nhé mọi người. Cái này chất liệu là co giãn 4 chiều. Co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều cho em. Co giãn 4 chiều cho em nhé. Mẹ nó lấy 07 chốt cho em. Mã này lên là 0779.000 đồng cho em này. 79.000 15 cân đến 22 cân, 46 tuổi mang vừa nhá. 46 tuổi cho em chốt cho em mã lọc số là 0779.000. Em còn mấy set em tặng 79.000 hàng tàu nha mọi người nhá. Cái này gọi là hàng Quảng Châu á. 79.000 đồng. 79.000 đồng cho em nhá mọi người nhá. 79.000 chốt cho em mã số là 07 cho em nhá mọi người. 79.000 15 cân đến 22 cân cho em, chốt mã là 07 Gucci cho em này. Đó Gucci rất là đẹp luôn. 07 nhá. 99.000 cho em nhá. À 79.000 cho em nhá. 79.000 đồng cho em, 07 cho em này. Thế thì vào chuẩn bị tiền mặt đi rồi xem hàng rồi đưa tiền là được mà. Nhận hàng rồi giá tiền mà chứ ai lừa. Ship toàn quốc là 30.000 nhá. 07 không có 30 cân đâu chị ơi. Bây giờ chỉ còn size 15 cân đến 22 cân thôi. Bây giờ tiền trao cháu múc rồi cũng không muốn là thì kiểu gì. Ở có nhận hay không để hoàn về. Ừ thì bảo bán chuẩn bị tiền mặt đi. Bảo chuẩn bị tiền mặt chưa?